năm 2021, một năm đầy khó khăn thách thức đang xen chưa từng có tiền lệ. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan trên diện rộng. Một năm mà đảng bộ, chính quyền, các cấp trong tỉnh nặng gánh khi mà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng với sự linh hoạt, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ tỉnh, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, kết thúc năm 2021, Sóc Trăng đã vượt khó với nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, tỉnh ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, đưa Sóc Trăng chính thức bước vào cuộc chiến chống dịch chưa từng có tiền lệ. Nhiều buổi làm việc căng thẳng, những buổi kiểm tra không kể ngày hay đêm, cho đến sẵn sàng xông pha vào tâm dịch, nắm chắc tình hình từ phía người đứng đầu các cấp ủy đảng, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời dập nhanh từng ổ dịch, chuyển hóa từng địa bàn. Vào những thời điểm khác nhau, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ban chỉ đạo và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai phương án phòng chống dịch theo 4 mức độ nguy cơ, đồng thời còn là một trong những tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất cả nước. Chính nhờ những đột phá này trong lãnh chỉ đạo đã đưa tỉnh thành công trong thực hiện mục tiêu kép. Tỉnh ủy, ban chỉ đạo, cả hệ thống chính trị chỉ có mục tiêu là tập trung để chống dịch. Nếu như không dập tắt được dịch thì không thể nào phát triển kinh tế xã hội và không thể đảm bảo được cuộc sống cho người dân. Cho nên từ cái mục tiêu đó mà cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự đồng thuận của người dân. Cho nên qua một thời gian trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có thể đến thời điểm này dịch bệnh được kiểm soát rất là tốt. Kiểm soát tốt dịch bệnh với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 của tỉnh đạt 1,18%. Sóc Trăng đứng thứ 3 trên 13 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tăng trưởng dương. Trong sự khó khăn chung, kinh tế của tỉnh đã có sự vượt khó ngoạn mục khi kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ, cụ thể là 1 tỷ 150 triệu đô la Mỹ. Với mặt hàng xuất khẩu chủ lực là thủy sản, các doanh nghiệp nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đứng đầu cả nước, tiếp tục tận dụng cơ hội tốt từ chủ trương phân 4 vùng trong phòng chống dịch COVID-19 để chuỗi sản xuất không bị gián đoạn và vươn lên đạt được mục tiêu xuất khẩu như kỳ vọng. Kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt 910 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh đạt 190 triệu đô la Mỹ. Mà Sóc Trăng mạnh dạn đưa lên là phân vùng nguy cơ, thấy rất là hay, là giúp cho Sóc Trăng đạt cái chỉ tiêu là chế biến xuất khẩu tôm thủy sản. Bây giờ các lại phía đồng bằng á, nó cấm có 16 trăm à, ông Sóc Trăng mở ra tôm ta đem ta bán cái Sóc Trăng. Cho nên ông Dược cũng có cái chỉ tiêu đó chứ không phải là... Vô cùng chân thành cảm ơn cái sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của toàn thể hệ thống chính trị của tỉnh Sóc Trăng đã giúp cho công ty chúng tôi chẳng những vượt qua được cái khó khăn mà hoàn thành khá tốt cái kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những dấu ấn về kinh tế là tỉnh còn khó khăn trước những tác động của đại dịch COVID-19, đời sống người dân đã khó nay lại càng khó thêm. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương huy động tất cả các nguồn lực, kể cả nguồn vận động để lo cho dân. Tỉnh đã tiếp nhận tất cả người dân đi làm ăn xa từ các tỉnh thành có dịch trở về địa phương với hơn 50.000 người. Cùng với chăm lo cho người dân trở về, nhiều chính sách an sinh xã hội khác được triển khai. Năm qua, theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, chỉ tính từ tháng 7 năm 2021 đến cuối tháng 12 năm 2021, 6 nhóm chính sách cùng với 2 cuộc vận động lớn đã được tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ tiếp sức giúp cho người dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn do đại dịch, ổn định cuộc sống. Trong năm 2022, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phấn đấu quyết liệt hơn nữa, quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19, nhất là kế hoạch ứng phó với biến chủng mới Omicron và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, đường trục phát triển kinh tế Đông Tây,
các khu cụm công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để triển khai các thủ tục tiếp theo và kêu gọi xã hội hóa đầu tư cảng biển Trần Đề để tạo cơ hội cho tỉnh Sóc Trăng khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư và bứt phá đi lên. Càng trong lúc khó khăn thách thức, tinh thần đại đoàn kết càng được phát huy mạnh mẽ. Cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà đã một lòng vượt qua những ngày căng thẳng nhất, cam go nhất. Một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ với những ngày khó khăn nhất đã qua. Những kinh nghiệm, những kết quả cùng nhiều bài học quý giá vừa qua sẽ tiếp sức đồng hành để Sóc Trăng tiếp tục vượt khó và chuyển mình trong năm Nhâm Dần 2022.